Trái cây, rau quả, các loại hạt và đậu không chỉ giàu vitamin, khoáng chất mà còn chứa một loạt các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Anthocyanin là một trong số các hợp chất thực vật đó. Đây là một chất chống oxy hóa thuộc họ flavonoid, có tác dụng giảm viêm, rất tốt trong việc bảo vệ tim, não, phòng ngừa ung thư và tiểu đường type 2. Anthocyanin thường có trong các loại trái cây và rau củ có màu đỏ, tím và xanh lam. Loại flavonoid này cùng họ với các chất chống oxy hóa có trong rượu vang, trà xanh và sô-cô-la đen. Thực phẩm có chứa anthocyanin đã được sử dụng trong các bài thuốc chữa bệnh từ xa xưa. Một số loại thực phẩm giàu anthocyanin có thể kể đến như quả dâu tằm, anh đào, trái mâm xôi, quả nam việt quất, dâu tây, nho đen, trái mận, quả việt quất, đậu đen, hành tím. Các loại thực phẩm giàu anthocyanin khác gồm có ngô tím, trái liệu, cà tím, cà rốt tím, bắp cải đỏ và súp lơ tím, có thể cung cấp từ 10 đến 300mg anthocyanin trên mỗi 100g sản phẩm. Theo các nhà khoa học, hàm lượng anthocyanin của các loại thực phẩm này có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực trồng trọt, khí hậu, các điều kiện khác về ánh sáng, thời gian thu hoạch hoặc nhiệt độ bảo quản. Lượng anthocyanin sẽ cao nhất ở thực phẩm sống, sau đó đến thực phẩm đã được nấu chín và cuối cùng là thực phẩm khô. Anthocyanin có đặc tính chống oxy hóa, chống lại các hợp chất gây hại, các gốc tự do. Khi các gốc tự do tích tụ trong cơ thể quá nhiều sẽ gây ra stress oxy hóa. Điều này sẽ dẫn đến viêm và có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, chẳng hạn như ung thư và bệnh tim. Hỗ trợ giảm viêm. Thực phẩm có chứa anthocyanin có tác dụng giảm viêm. Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần trên 169 người có cholesterol cao, việc bổ sung 320mg anthocyanin 2 lần mỗi ngày làm giảm đáng kể các dấu hiệu viêm. Thêm vào đó, trong một nghiên cứu kéo dài 4 tuần tại Úc, những người tiêu thụ 320mg anthocyanin mỗi ngày có dấu hiệu viêm trong máu thấp hơn đáng kể so với những người không sử dụng. Ngoài ra, một nghiên cứu khác tại Hoa Kỳ cũng cho thấy hợp chất này có thể giúp giảm viêm và đau ở những người bị viêm khớp. Phòng chống bệnh tiểu đường type 2. Tình trạng viêm mãn tính có thể gây ra một số bệnh mãn tính, bao gồm tiểu đường type 2. Thường xuyên ăn thực phẩm giàu anthocyanin có thể bảo vệ cơ thể chống lại căn bệnh này. Theo một đánh giá khoa học, những người thường xuyên ăn thực phẩm có chứa anthocyanin có nguy cơ mắc tiểu đường thấp hơn 15%. Hơn nữa, bổ sung ít nhất 7,5mg anthocyanin vào chế độ ăn uống hàng ngày, tương đương với 30-60g quả mọng, cải tím hoặc bắp cải tím, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 xuống 5%. Theo một nghiên cứu của Đại học Canberra nước Úc, anthocyanin có thể giúp giảm viêm và cải thiện khả năng dung nạp glucose, từ đó giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn, giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Cũng trong nghiên cứu này, các nhà khoa học thấy rằng anthocyanin có thể cải thiện khả năng nhận biết và sử dụng insulin của cơ thể, do đó ngân lượng đường trong máu tăng đột biến. Phòng ngừa một số bệnh ung thư. Anthocyanin được phân loại là flavonoid, một nhóm chất chống oxy hóa có khả năng chống ung thư. Anthocyanin có thể chống lại các gốc tự do, giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương ADN. Tất cả các yếu tố có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành khối u. Anthocyanin cũng có thể giúp ngăn chặn các tế bào ung thư nhân lên và lây lan. Một nghiên cứu trong ống nghiệm tại Hàn Quốc cho thấy anthocyanin có thể kích hoạt một số gen tiêu diệt tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Anthocyanin cũng có hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự lây lan của các tế bào ung thư máu và ung thư buồng trứng. Hơn nữa, một số nghiên cứu còn cho thấy những hợp chất này có thể làm giảm nguy cơ ung thư da. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu chỉ được thực hiện trong ống nghiệm hoặc trên động vật, do đó cần có nhiều nghiên cứu hơn trên người để biết được tác dụng của anthocyanin trong việc phòng và chống ung thư. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu kéo dài 12 tuần tại nước Úc, những người uống 200ml nước ép anh đào, loại quả giàu anthocyanin mỗi ngày, có huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương giảm đáng kể. Trong một nghiên cứu khác, những người uống 300ml nước ép mận hàng ngày cũng có huyết áp ổn định trong vòng 6 giờ sau đó. Ngoài ra, anthocyanin có thể làm giảm mức mỡ máu có hại và tăng mỡ máu có lợi.
Một nghiên cứu khác cho thấy các loại thực phẩm giàu anthocyanin như quả việt quất, nam việt quất và nho khô có thể làm mạch máu giãn nở, giúp việc lưu thông máu tốt hơn. Cải thiện chức năng não. Anthocyanin cũng có thể có lợi cho não. Một đánh giá gần đây về các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên cho thấy hợp chất này giúp tăng cường trí nhớ, sự chú ý và tăng tốc độ xử lý của não. Chế độ ăn giàu anthocyanin có thể cải thiện khả năng ngôn ngữ và trí nhớ, kể cả ở người lớn tuổi bị suy giảm nhận thức, giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer. Tác dụng phụ tiềm ẩn. Thực phẩm giàu anthocyanin thường được coi là an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, cần cẩn trọng khi sử dụng các thực phẩm chức năng có chứa hợp chất này vì hàm lượng anthocyanin trong các sản phẩm đó có thể cao hơn rất nhiều so với hàm lượng anthocyanin mà bạn nhận được từ chế độ ăn uống bình thường. Một nghiên cứu trên động vật của khoa dinh dưỡng, trường y khoa công cộng Harvard chỉ ra rằng bổ sung hợp chất thực vật liều cao trong thời gian dài có thể làm hỏng thận, hình thành các khối u hoặc là mất cân bằng hormone tuyến giáp. Sản phẩm bổ sung hợp chất thực vật cũng có thể tương tác với thuốc và làm giảm sự hấp thụ một số chất dinh dưỡng từ chế độ ăn uống. Do đó, tốt nhất nên lựa chọn bổ sung anthocyanin trực tiếp từ thực phẩm tự nhiên trong chế độ ăn uống.